xin chào các bạn ở trong một vài buổi trước thì chúng ta đã tìm hiểu cái khóa học tự tạo công cụ hỗ trợ kế toán để đảm bảo an toàn dữ liệu rồi thì ở trong video này thì mình muốn đem tới cho các bạn một cái cập nhật mà các bạn có thể sử dụng ngay lập tức khi mà các bạn đăng ký khóa học đó là cái tính năng các bạn có thể sử dụng có thể dùng để download file xml ở trong cái công cụ này thì um, bây giờ chúng ta sẽ demo cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này như sau đầu tiên thì chắc chắn là các bạn sẽ cần phải có một cái tài khoản ở trên hệ thống hóa đơn điện tử trước đã sau đó là các bạn sẽ cần phải đăng nhập vào trong cái hệ thống này như bình thường sau đó thì um, chúng ta sẽ phải làm cái động tác là sau khi các bạn đã download cái file zip đây đây chính là cái file zip mà mình đã cung cấp cho các bạn ở trong khoa học thì các bạn sẽ phải giải nén cái file này ra các bạn sẽ bấm chuột phải sau đó là các bạn sẽ bấm extract all như thế này rồi các bạn sẽ để những cái lựa chọn ở cái cửa sổ tiếp theo uh, như bình thường thế này thôi sau đó là chúng ta sẽ bấm nút extract như thế này và sau khi mà các bạn đã giải nén ra thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây có một cái thư mục mà các bạn nhìn thấy khi mà click vào cái thư mục này thì chúng ta sẽ có một số những cái thông tin về cái dự án của chúng ta và các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra mã nguồn của cái extensions này để các bạn có thể đảm bảo rằng là cái extension này an toàn cho dữ liệu của các bạn. Và bây giờ cái điều mà chúng ta sẽ cần phải làm tiếp theo ấy là chúng ta sẽ phải nhớ cái đường dẫn tới cái Chrome extension này. Ok, mình sẽ đi tới Chrome này. Sau đó là các bạn sẽ mở một cái tab mới đi. Sau đó chúng ta có thể có hai cách để vào phần mở rộng của chrome đầu tiên là chúng ta có thể gõ chữ chrome vào sau đó là chúng ta sẽ gõ hai chấm hai chéo và extensions như thế này đây là cách thứ nhất cách thứ hai thì các bạn có thể vào cái nút ba chấm menu ở đây sau đó thì các bạn sẽ bấm vào more tools sau đó chúng ta sẽ bấm extensions ở đây cách nào cũng đưa cả sau khi mà các bạn đã ở trang extension rồi thì các bạn sẽ nhìn lên góc trên bên tay phải đối với chrome là các bạn sẽ bật developer mode lên đó thì bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là chữ load unpacked Đó, chúng ta sẽ bấm vào load unpacked Sau đó thì là chúng ta sẽ đi tìm đến cái đường dẫn của cái thư mục chứa extension của chúng ta là Chrome extension ở trong trường hợp này chúng ta sẽ bấm select folder và như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là cái thông báo đây là extension loaded đó như vậy là các bạn có thể sẵn sàng sử dụng cái extension này trong Google Chrome rồi bây giờ đối với các bạn nào mà dùng Microsoft Edge chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể mở Microsoft lên. Sau đó là chúng ta cũng sẽ bấm vào nút ba uh, chấm ở đây. Sau đó là chúng ta sẽ bấm vào More Tools. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào Extension. Đâu rồi mình sẽ tìm uh, Extension ở đây. Ok, các bạn nhìn thấy thì ở trong uh, Microsoft Edge thì nó hơi khác một chút. Mình nghĩ là chúng ta sẽ làm tương tự như cái cách uh, ở trong Chrome chẳng hạn. Các bạn có thể gõ vào đây là Edge. Các bạn có thể gọi vào đây là edge hai chấm hai chéo extension như thế này cũng được. Đây là một cách. Cách thứ hai là chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là có chữ extension. Chúng ta cũng có thể làm cách này cũng được. Và tất nhiên là chúng ta sẽ phải bật developer mode và chúng ta sẽ có thể load unpacked. Đó, như vậy là các bạn có thể biết cách làm cho cả chrome và cả edge rồi bây giờ quay lại chrome thì chúng ta sẽ làm thế nào tiếp theo thì uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ bấm vào cái mảnh ghép ở đây uh, có tên là extensions sau đó là chúng ta sẽ bấm vào cái gim ở đây để cái Extension của chúng ta nó được uh, hiển thị ở trên này và các bạn không nhất thiết là các bạn sẽ phải bấm vào cái trang hóa đơn điện tử ở đây mà các bạn có thể chỉ cần bấm extension trên này thôi hoặc là bất cứ một cái tab nào khác trên chrome sau đó các bạn sẽ bấm vào cái logo của extension của chúng ta ở đây sau đó thì các bạn sẽ làm gì tiếp sau đó thì các bạn sẽ đầu tiên là các bạn sẽ chọn cái khoảng ngày mà các bạn muốn xuất dữ liệu ra à, tiếp theo là các bạn sẽ chọn loại hóa đơn vì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải chọn bán ra hoặc mua vào trong trường hợp này mình sẽ chọn mua vào <laughs> Rồi sau đó thì mình sẽ muốn cái định dạng cần download của mình là mỗi hóa đơn là một file XML chẳng hạn thì mình sẽ chọn XML JSON thì các bạn đã được giới thiệu trong video trước rồi Ở trong cái video này thì chúng ta sẽ cung cấp thêm cái lựa chọn XML Và như vậy các bạn sẽ bấm vào nút download hóa đơn mua vào này Đó thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ bắt đầu download Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rằng là sau khi mà hóa đơn được download Thì nó sẽ tự động download xuống cho chúng ta ở đây Đó thì chúng ta có thể bấm vào show in folder hoặc là chúng ta có thể bấm trực tiếp vào và các bạn có thể nhìn thấy đây là 8 cái hóa đơn XML của chúng ta mà chúng ta có thể download trực tiếp từ hóa đơn điện tử xuống rất là tiện dụng. Và nếu mà các bạn muốn sử dụng cái dữ liệu của những cái hóa đơn này thì mình khuyên là các bạn sẽ nên download JSON ở trong trường này ví dụ hóa đơn mua vào này chúng ta download JSON này download hóa đơn mua vào này ok sau khi download xong ấy thì chúng ta cũng có được một cái file json chứa toàn bộ thông tin và với cái file json này thì chúng ta sẽ vào power query và chúng ta sẽ vào cái connection mình đã để sẵn là query connection đây các bạn sẽ bấm chút phải sau đó các bạn bấm edit tất nhiên rồi sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu bánh răng ở phía bên tay phải của phần source ở đây và các bạn chọn lại cái thư mục dẫn tới cái file json của các bạn thôi là được sau đó là các bạn sẽ bấm uh, uh, close and load rồi sau đó close and load to tương tự rất là đơn giản mình hướng dẫn các bạn rồi thì lý do vì sao mà mình để nguyên cái file như vậy bởi vì là ở trong cái file dữ liệu nguồn mà ở trang uh, hóa đơn điện tử download xuống có rất là nhiều thông tin mình không biết là các bạn cần thông tin nào thế nên mình để nguyên si các cột ở đây các bạn có thể tự sử dụng bao query rất là đơn giản để các bạn có thể đưa ra những cái lựa chọn thông tin mà các bạn cần và như thường lệ thì cái extension này thì các bạn hoàn toàn có thể bấm vào inspect sau đó vào network để xem xem là cái extension này nó gọi đến những trang nào nó đưa dữ liệu đi đâu tại vì thực sự là nó không hề đưa dữ liệu đi đâu cả dữ liệu hoàn toàn của bạn cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong khoa học